Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Hôm nay Đức Trung đã mua được một chiếc xe Mitsubishi Chi-Tông bản A-Ten, sản xuất năm 2022 và đăng ký lần đầu là tháng 7 năm 2023 anh em nhé. Con này được miễn đăng kiểm 2 năm, vẫn còn hơn 1 năm nữa thì mới phải đi đăng kiểm. Xe cực đẹp, gọi là mới chạy được hết rốt đai anh em ạ. Dìn đẹp xuất sắc, xe còn rất là bẩn, mình chạy từ Thanh Hóa về đây. Xe biển Thanh Hóa, hồ sơ cầm tay rồi. Đấy, lốp theo xe cả dàn còn dày bịch, sơ cua chưa chạm đất. Đấy, bản này là bản số tự động một cầu anh em nhé, bản cao cấp nhất. Đấy, trang bị đèn bi này anh em này. Đấy, Đức Trung sẽ quay sơ bộ về cái phần form dáng một tí, sau đó là cũng đi sơ vì xe nó cũng còn rất là bẩn. Đấy, có giải led ban ngày, có đèn bi, đèn xi nhan này cực đẹp luôn. Đấy, lốp theo xe cả dàn anh em nhé, dày bình. Xi nhan gương, cụp gương, bản nhập Thái nguyên chiếc anh em nhé. Chìa khóa thông minh, còn đủ hai chìa. Đấy, lốp theo xe anh em này. Đấy, sơ cua chưa chạm đất. Đấy, quay qua cho anh em xem một cái phần gầm bệ. Đấy, Chi-Tông. Đây, biển Thanh Hóa. Xe thì siêu chất, không có gì phải bàn. Ghế da nguyên bản. Dụng cụ đồ nghề, chưa sử dụng lần nào anh em ạ. Đây, anh em có thể nhìn thấy cái tay tuýp này. Đấy, còn mới tinh, chưa sử dụng lần nào luôn. Nhìn thấy kích này thì biết này anh em này, chưa tháo ra. Cái cửa gió điều hòa, đèn trần, trần lý nguyên bản còn mới lắm. Để ngày mai mình spa xong mình sẽ lên sóng chi tiết cho anh em nhé. Lại quay sơ bộ thôi. Túi khí, cáp lô này, để giấy tờ anh em này, tem mác mới tinh, ghế da nguyên bản anh em nhé, ghế da nguyên bản trần lý. Đấy, điều hòa tự động, gầy số vô lăng, ga tự động. Xe cả dàn còn dày bịch. Đếp lốp đây anh em ạ. Bật bước co bảng. Đấy, con này còn đăng kiểm đến tháng 7 năm 2025 anh em nhé. Xe cực đẹp luôn. Dầu ăn như ngửi luôn. Để ghế lái chỉnh điện, gảy số vô lăng, đề lỗ, cân bằng điện tử, gương kính chỉnh điện có cụp gương. Đấy, củ số. Quay một chút phần gầm anh em xem.
điều hòa rét buốt anh em ạ. Mình đi mình từ Thanh Hóa về mà mình để nhiệt độ 24 độ rưỡi rồi mà vẫn còn lạnh. Đây, đây là khoang động cơ anh em nhé, đây là cái turbo này. Ra máy sáng trưng luôn. Nói chung là xe zin đẹp xuất sắc, không lỗi nhỏ. Con này nó vẫn còn bảo hành hãng anh em. Hôm nay mình quay nháp nháp như vậy thôi. Đấy, ngày mai ngày kia mình spa xong mình sẽ lên sóng chi tiết anh em nhé. Đấy, anh em quan tâm đến cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại 0965 951 955. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các cái video lần sau.